Hello, welcome back to my channel, Stars Grego. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tình huống thứ hai, Subway Surfer. Let's go.
所以我不知道听明是全上这个对吧。Vào bây giờ thì mình sẽ sang được cái thứ tư. Hello lại vào. Let go. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi, và bây giờ thì các bạn cùng mình khám phá tất cả này nhé. Ở đầu game, tựa game này thì các bạn sẽ phải đi theo quả bóng đã bị rơi. Thank you.
Jarvis. We're from the Morning Chronicle. I wonder if we can come in. OK, mai mà đi được vào sau. Sau đó thì mình sẽ mở cái cửa này ra. Let's go. Rồi, ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ lắm. Micros. Ah!
is Woody forever. Come enjoy my box with me. Pay attention to me. Ooh, nice fingers you got there. Tiếp tục là Victoriza. Yeah.
Nhanh lên một chút nữa. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang lại gần thứ 9. Hello, Live Well, Alien 6. Ở thời gian này, các bạn sẽ phải tìm kiếm tất cả là 16 con thú bông. Sau đó thì sẽ cho vào trong phút giỏ kìa. Phát hiện rồi. Oh my god. Khi các bạn bị bắt thì các bạn lại bị giấu mất hai con. Đó, ok. Sau đó thì mình sẽ lại phải tìm lại thôi. Ở trên này chắc chắn sẽ có một con thú bông nữa. Mình sẽ lấy trên này. Thank you.
Wow, quá rồi. Đó, các bạn như thế và tìm kiếm tất cả là 16 túi bông và cho vào trong túi rồi. Điều đó các bạn sẽ hoàn thành được chapter 1 và chuyển sang chapter 2 của tụi em. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tới cái thứ 10. SCP-096 Modest. Attention, the Object 96 has escaped. I repeat, the Object 96 escaped. All personnel to the rendezvous point immediately. Attention, all exits from the fifth level was closed. Please, everyone who remained at the same level, keep calm and wait for help. Montaraz. Tiếp tục là tựa game cuối cùng, Grandpa and Granny. Escape. Thank you.
Lost his brother. Lại rồi, mình không cần thận để ý lại dẫm vào xuống dưới. Bây giờ thì mình sẽ cúi về đây. Green line, red line, 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 green line. Đây có bốn con đường và các bạn sẽ phải chọn đúng một con đường nào đó để đi. Chọn rất là khó luôn. Mình sẽ đi con đường này đầu tiên đi. Có thể con đường này bị cụt rồi. Chuẩn luôn. Đài rồi. Tiếp tục chạy tiếp. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.